của mình á, tức là khi tập cái này nó lọc chất độc trong máu ra nhanh, và thứ hai là ấm người, nắm ấm cái ngực, ấm cái ngực, ấm cái bụng, ấm cái đầu. Ba cái nhiệt độ tập hồi nó ba cái nhiệt độ, đo nhiệt độ của trán, của ngực với bụng bằng nhau, nó tập trúng rồi. Bài này mà uống rượu bia vô là tập bài này xong rồi xuất ra hết. Ừ, toán liền là đỡm, thải độc ra. Mình đang uống bia tập hồi mình quơ quơ hồi là tỉnh lại, giải giải rượu. Bài này với là bài số 1 với bài số 2 là giải rượu, tức là dính tới gan, với muốn mà thải độc trong người là gan với thận là vua này, thấy có gan này, cái này cái nào có thận thì bài này cũng thải độc từ thận ra, cái này thải độc từ gan thận nè, thải độc thận, cái này không, cái này là nhâm đốc, cái này là thải độc gan đổm nè, có đổm trong bằng quang là của từ thận nè, thấy không? Tâm tiền. Em lật 8 bài em không thấy cái nào dính đến gan, là chỉ toàn đến đỡm. Gan với đổ một cặp mà. Ờ, gan với đổ một cặp. Nó đi một cặp. Toàn đỡm, đỡm không có nào nó can. Thì đứng cái can là nó dầm nằm theo cái mạch sau lưng. Nhà nó còn lắc hồi coi, nhà lắc hồi nó có can coi đâu. Sau lưng cái mạch mà sau lưng. Nhà yêu du dương quang mệnh vô nguyện khu tích trung chí dương linh là thần đạo 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 đại chuyển phong phú. Dương thường thường là mấy cái mạch sau lưng này nó dính tới can du, coi cái có đó ngồi trong bài thứ 7 mạch mạch bàng quang á, dính tới bàng quang là nó nè, đây nè là quang. Bàng quang là nó cũng đi qua gan, nhưng mà quang nó qua quang. Ừ. Nó nằm trên trên bàng quang, gan gan đã thải độc qua kinh bàng quang lại sau lưng. Hãy là nếu muốn thải độc qua gan thì luyện cái kinh bàng quang. Bàng quang là cái chỗ nước tiểu á, bàng quang là nơi đãi thải nước tiểu ra. Đó, nước tiểu thì mày khi mày nhậu mày đái ra gì nữa, nhậu đi đái ra đó. Vì là còn người thận sẽ dính đến ruột già. Thận là dính tới bàng bàng quang là cái bụng đái đó. Thận đó, đó tại vì có hai cái để mình tống chất độc ra, là một là bàng quang, hai là ruột già. Ừ, ruột già là cức đại, còn nước tiểu là bàng quang, còn kia là cức là chất trắng nhưng mà các chất lỏng đó vậy thôi. Còn cái gan là nó lọc thẳng trong máu, nó, cái máu thì qua nó lọc ra rồi nó thảy vô máu, máu nó đưa qua thận, thận nó lọc ra rồi. Cái gan là nó là thằng đầu tiên, cái máu này vừa ăn uống xong là quang nó lọc rồi mới đưa cho cơ thể. Lúc mà ăn uống xong là mày ăn ăn đồ ăn xong nó đưa ruột non nó thành máu vậy, thằng gan nó lọc trước, nó lọc cái chất độc trước rồi nó mới thảy vô cơ tế bào mà đem vô xài. Thành ra thằng gan khi bị uống bia cái gan nó chặn lại những cái chất bọt, thành ra mày xỉn vậy. Nó lọc liền của đầu, lọc xong khi mình xài trong cơ thể rồi, cái chất dụ cái máu mình đem vô cơ thể xài rồi thì nó cái máu mà nó máu đen ra thì thật lọc cái máu đen mình nữa thì nó ra thêm chất độc nữa. Chất độc là do tạng phủ mày thải ra, còn cái chất độc từ ngoài vô là gan nó lọc trước, còn thận là lọc cái xài xong nó lọc, thằng thận là thận cuối cùng, thành ra cái thận quan trọng lọc chất độc cuối cùng, còn gan là lọc chất độc đầu tiên, mày vừa ăn vô nó lọc liền, nó pha liền. Nó giống như cái gan là cái thằng hải quan, mày ăn nó uống vô nó phải cấp một cái visa passport mày mới vô hết cơ thể được, không có thằng gan không cho vô. Mày vô rồi á thì cái passport nó bị dính bùn á thì thằng thận nó lọc cái passport ra, mày vô thì bị giết người chặn mà lại lần nữa. Đó là giống vậy, cái hai cái thằng đó, hai cái hải quan lớn nhất người mình là cái gan, cái thằng gan là cái thằng nhập quan, thằng thận là thằng xuất quan. Tức là tất cả cái gì vô người thằng gan nó cấp passport trước, xong trước khi ra khỏi cơ thể thằng thận cấp passport mới được ra. Hai thằng đó nó dễ lắm, hai thằng hải quan con người là hai nơi lọc quan trọng, thành ra nếu lọc cú đầu yếu một cái thì thằng thận ăn đòn, thằng cái gan mà yếu là thằng bệnh, nó lọc không hết, nó đem chất độc qua thằng gan, thằng thận lọc chết mẹ, thận làm chết liền. Cái đó về chất thải độc. Còn khí là thận đứng một, gan vua về máu, thận là mẹ của gan. Ừ, đúng rồi. Yếu thì là
là thằng này nó yếu trước không? Ừ, thì thằng thằng thận mà yếu, thằng gan yếu theo liền đó, mẹ sinh con sinh dễ lắm. Nhưng mà giữa hai thằng đó, hai thằng đó là hai cái đối lập trong người mình, hai thằng trùng đó, thằng gan là vua về máu, thằng thận vua về khí, tức là cái lực, cái nội lực, cái sức khỏe bên trong mày, mày trong người mày khỏe không là thận quyết định. Ví dụ sáng nay lừa lừa rồi thận yếu vậy thôi, chưa nói gì hết. Thứ hai là ỉa hôi, đái hôi rồi gan, rồi da ghẻ rồi đó. Là nó lọc chưa hết, nó lọc ra chất độc. Thành ra trong người mình ấy, mày thấy khỏe hay không, sáng nay mày thức dậy mày thấy khỏe không, thấy khỏe là thận mạnh vậy thôi. Sáng thức dậy mày ngồi dậy cũng thấy đi đứng khó khăn, không có sức ngồi dậy. Người ta mấy thằng kia ngồi sáng ngồi dậy liền chạy ra lại vô đấy cầm rau nó rau, còn mình từ rồi thằng này để ý thằng con nít sáng thức dậy đi đái lẻ lắm, còn mấy ông già cái tà rồi đó là thận. Cái thứ hai, Mấy đứa mà nó ngủ dậy trễ thì sao đây? cái trễ là thông nó thận yếu, là hôm đó tối nó xài quá thì nó vận động, nó chạy đùa giỡn trước. Mấy đứa con nít đó là Thì sao? tối hôm trước, ngày hôm trong ngày hôm trước, tức là trước khi tối hôm đó là ngày hôm đó nó vận động rất nhiều, có thể nó chạy chơi bời rất là nhiều, đi chơi chạy nhiều thì tối nó ngủ nhiều, sáng mai nó dậy trễ là thận nó bị hao. Còn người thường như mình là vận động bình thường, mọi ngày như mọi ngày, sáng nay mà thức dậy không nổi rồi thận yếu cũng bình thường như mọi ngày, mà tại sao hôm nay mày yếu hơn hôm qua? Hôm qua mình không tin, mà chẳng hạn hôm nay ngày thứ ba mày so với ngày hôm qua, hôm nay mày hăng hơn hôm qua không biết vậy. Nếu hôm qua hăng hơn là hôm qua thận mạnh hơn hôm nay rồi, cái mày phải vô cái lịch 30 ngày của mày, là cái ngày nào thận mà nó hăng phải đánh dấu, không hăng mà đánh chữ X ra. Nếu có số nó 20 là thận mày tiến tới suy. Trong 30 ngày và 20 ngày mẹ ngồi dậy không nổi, sáng thức dậy không nổi rồi thận bắt đầu suy. Còn con nít là 30 ngày nhưng mà tháng thức dậy là nó ngon, mà nó mà đuối sáng mai nó khóc liền, nó yếu sáng nó ngồi thức dậy là nó khóc tè le, nó không thèm đi học, dễ biết lắm, nó tự nhiên lắm, nó không thèm đi học nữa. Mày bắt đi học là nó khó chịu rồi, trong người nó đuối rồi, bây giờ nó muốn nằm ngủ rồi, mày bắt nó đi học, mày chở đi học nó khóc tè le là hôm đó thận nó yếu quá. Còn sáng mai nó đòi ba ơi cho con đi học là hôm thận nó ngon. Con nít nó thể hiện rất rõ. Còn người lớn mình sáng là ráng ráng ngồi dậy để đi làm vì cuộc sống gia đình thôi, còn nếu mà không vì cuộc sống thì nó nằm ngủ luôn, là hôm đó thận yếu à. Rồi là một cái, thứ hai là hôm một cái kiểm soát thứ hai, hôm nào anh ăn ngon là máu tốt, ăn ngon máu xấu, sao không đủ máu, anh ăn ngon là máu 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 anh ngon, tức là cái gan đang khỏe, ăn ngon là gan khỏe. Tại vì khi ăn ngon á, là nó lấy đồ ăn nó biến thành máu liền, biến bằng máu liền. Cái thằng gan là nó đang hút, nó là thằng gan là thằng bú, nó bú bú máu vô, nó bú được thì nó không, bú được là lột đầu là anh ăn không ngon. Bú là tại sao? Tại vì khi đồ ăn nhào nát qua cái ruột non nó giống như cái màng, nó hút cái đồ ăn nó biến thành máu liền, mà nó tỷ lệ nó chuyển biến nhanh như vậy là cái gan mạnh lắm mới làm nổi. Cái gan nó là một cái màng lọc rất là mạnh, mà nó có hai chiều, chiều hút máu từ đồ ăn ra, hút xong rồi nó đẩy máu nó vô tim để anh xài, hai chiều, nó hai chiều đẩy, chiều hút chiều đẩy, thành ra cái gan nó mạnh là nó phình ra phình vô, thành ra trong cái gan nó không có yếu tố thần kinh để cho nó phình ra phình vô, không anh không cảm nhận được. Nếu phình ra cảm nhận thật là anh bị sốc máu này, thành ra trong trong cái gan không bao giờ có hệ thần kinh, thành ra bị bệnh gan không ai biết, gan là ghê nhất. Thì là lâu lâu không phải để ý đến cái gan, mà để ý gan của mình là kiểm tra ăn ngon hay không thôi. Anh không ngon là bệnh gan. Bây giờ hỏi anh tập 30 ngày mày ăn ngon mấy ngày? Ủa mày có không ngày nào ngon là chết mẹ. Có người cũng ăn mà nhớ nhớ nhớ. Thấy người ta vô cũng cầm cái cô mà gấp cái bộ là không có siêng năng, cứ gấp lên mà người mày thằng kia vô thằng cái gấp vô. Và thằng đó mạnh. Còn thằng gấp miếng nhớ nhớ như rồi thằng đó gan yếu rồi. Rất đơn giản cái hiện tượng bên ngoài, đừng nói cái gan là cái gì. Hai cái trạng thái trong người mình luôn quan sát là ăn được ngủ được, ngủ được là gan khỏe, ăn được thận khỏe. Hai cái đó thành ra nó ăn được ngủ được là tim, mà không ai hiểu cái đó là cái gì trong người, tức là tim với phổi phải, tim với thận phải mạnh nhất thì người nó khỏe. Hai cái yếu tố quan trọng là lửa với nước, xong tí gió là cái phổi, tốn là phổi. Gió nhiều thì người mát,
thành ra trời thời tiết mà nóng nóng với lạnh nhiều là mình phổi liền, rất là tốt, gió là cái phổi mình. Còn mấy cái thằng khác là thằng thải độc thì dễ lắm, cái ruột già thải độc, cái bọng đái thải độc rồi, thải nước nước xấu trong người, còn cái ruột già thải cái chất 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 thải trong người, chất rắn thải ra. Nó là hai cái, những cái bộ phận nó rất là anh thấy nhiều, nó có đâu có nhiều nhiều đó. Tim là cấp cấp cho ăn ngon, thận cấp có cho hăng say đó, rồi cái ruột già là thải cái độc rắn, nước tiểu thải nước nước xấu, vậy thôi. Có bốn cái đó là quan trọng, còn cái bao tử là cái là bắt buộc phải có rồi để nó tạo ra mấy thằng kia, không có bao tử làm sao có máu. Vậy ha, thành ra cái bao tử với máu là với gan là một, còn thận mình á, thận mình với phổi là một, thì thận là cái sức khỏe, tức là sức mạnh, mà sức khỏe nhiều là thở nhiều, người thở ít sức khỏe yếu, thì mấy anh già tới rồi nghe thở ít thì ít, hít ra vô 2-3 giây à. Còn mấy thằng nít con nít tới gần nghe nó chạy một hồi nghe nó thở rồi dễ, mà nó không có thấy gì hết. Còn mình mấy ông già thở vậy là đứt bệnh máu não rồi, con nít nó thở vậy không sao, thấy không, nó chạy ơi con chạy lên dốc nè, xong đứng vậy cười vui vẻ. Còn ông già mà thở cười cười như con nít là nó té rồi đó, lên lên đường sốc mạch máu cao, áp huyết cao, đứt bệnh máu não. Ông già mà chạy như con nít vậy là đứt bệnh máu não. Thành ra mấy ông già mà đi cái trò chơi mà trên cao mà đổ xuống về là thế nào, đứt bệnh máu não đi, đừng có coi thường. Thành ra 60-70 cho đi ở đi cái thì mấy ông già thì đâu có chịu nổi, con mạch máu của mấy người trẻ nó có độ đàn hồi mạnh, còn mày độ bực bể luôn. Thành ra nếu mình cảm giác mình chịu nổi thì chứ tao tao 70 tuổi tao vẫn đi cho nó được, mấy người khác giống đây tao chơi luôn, tao đi với con tao ngồi chung đi lấy hào xuống rồi con không sao. Rồi lúc khi đó mình thấy cái khí nó lên cho mình ém trong người mình lấy cái khí công mình ra mình ém là vượt qua liền, còn không khí công là đai liền. Mình biết nếu mà mình không khí công là đứt bệnh máu não, nó lên căng như nè, khi mình ngồi vô trạng thái mình thấy, bởi vì cái người mà luyện khí công mới thấy cái trạng thái đó, còn người thường không thấy là nó phá não liền. Còn mình thấy mình biết không khống chế, mình truyền qua cái chỗ áp lực thấp đi, nó đẩy qua chỗ khác, còn biết nó lên tới lúc ông khống chế là xuống tới dưới là chết rồi. Tự nhiên anh không khống chế tới chỗ ôm là anh tiêu rồi đó. Hỏi anh lúc nó đang cái trạng thái đó anh sao khống chế được, nó đang lên nhưng mà anh không chống được, anh thấy cái tổ ôm là anh chết rồi đó, là lát xuống dưới 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 cái trò chơi cao cao áp đó, xuống là anh chở bệnh viện cấp cứu. Thành ra khi trước khi cái đó là mình phải tạo áp lực cao riêng cho mình, chứ mình tập ở nhà tập cái công mà hít đất tới 100-200 cái mà không có mệt là mình mới chịu nổi cái áp lực đó. Anh hít đất mà không tới 40 cái đừng đi trò trò chơi áp suất cao, hít được có 10 cái là có chừng, anh hít trên 100 cái thì anh đi trò cao trên nhồi xuống nhà mới chịu nổi. Tại hít lúc mà hít càng nhiều bắt đầu áp lực lên dữ lắm, mà anh khống chế được cái đó thì anh tụt trên cao. Thành ra nhiều người hỏi tại sao ông anh là già sao ông dám ly trò cao áp, tao hít 100 cái tao mới dám đi, tao nói thẳng mày giờ tao mày hít hít phải 100 cái cho lên, 40-50 cái mà được hít xong đứng lên mà điều huyết áp không có lên, ông già đó sẽ đi trò chơi cao áp được. Còn đừng có nói tao mạnh mạnh không có không có chứng minh được đâu, mạnh mà thiên tạ kệ bố mày lên cái áp suất mày biết nè đứt liền. Thành ra mấy người ấy, có tạ đố mày dám đi trò cao áp, nó đâu biết cái khống cái lực thiên tạ nó khác cái lực áp áp lực máu trong người mình, hai cái áp lực khác nhau, nó lên là mày nó nằm trong ống máu nó lên rồi làm sao khống chế. Mày chỉ biết xỉu thôi, tối ôm lên nó đứt mình máu não mà xỉu cái là xác lát khỏi cái tay liệt nửa người đứng dậy là chi nhỉ, sống nhưng mà liệt rồi lúc đó mới sợ suốt đời luôn. Thành ra những người mà tại sao bị liệt là sao, là ỷ ỷ sức khỏe, cái sức khỏe nhiều người hai cái ỷ thấy mạnh là khỏe, không phải mày khiên tạ nhiều là mày khỏe đó. Nhiều người nó nghĩ mình tao khiên bao gạo được là tao khỏe, không có đâu, khiên khác sức khỏe khác. Nói thẳng nha, sức mạnh bây giờ cái người nào nói mình phải nói phân biệt hai cái từ sức khỏe khác sức mạnh khác. Sức mạnh không phải sức khỏe, mạnh có thể đứt mạch máu não đang khiên tạ,
Đó, tao không khiêng được nhưng mà tao vẫn khỏe, là tao gặp thời tiết giống thời tiết mấy ngày nay tao không bệnh, mày ho sụ sụi rồi. Rồi mấy trời lạnh cái là mày ho sụ sụi, hoặc là mày thiếu ăn mày bệnh liền. Tao thiếu ăn tỉnh bơ, trời lạnh trời nóng gì tao cũng tỉnh bơ đó. Tao cái khỏe tao là, hoặc tao vô máy lạnh, vô một cái tủ lạnh âm 20 độ, tao sống 3 ngày 3 đêm không ăn không sao. Còn mày 2 ngày sau đem xác ra ngoài tao vẫn còn sống, cắm ngáp ngáp rồi vẫn cấp cứu được. Đó là khí công là vậy, cái đó sức khỏe là vậy chứ không phải là khiêng đồ. Nhiều người hay lẫn lộn, thấy khiêng mạnh không, không phải mạnh, đó là mạnh không phải khỏe. Khỏe là thiếu ăn vẫn khỏe, thời tiết âm cũng vẫn khỏe, thời tiết cực nóng vẫn khỏe, đi sa mạc cũng không chết, vô rừng mà nhịn đói 20 ngày không chết, mà nhịn đói 10 ngày mà chết là ta 20 ngày đến bơ. Đó là cái sức khỏe là cái đó, cái đó là cái khó khó phân biệt đó. Chứ không phải mạnh. Lên lầu, ví dụ tao đi từ lầu 1 tới lầu 7, tao đi từ 1 tới 17 lầu, tao thở không với khó chịu. Mày thở mày cũng đi như tao, mày rất khó chịu trong người, khác nhau. Tao vẫn đi được, tao cũng thở hồng hộc, nhưng mà trong người tao không có khó chịu. Nó nói vậy mới hiểu. Khó chịu là cái dừng đứt mình nó được bị lên huyết áp, hoặc là cúi đầu xuống, mày choáng tao không choáng, cúi xuống cúi 100 cái gục 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 xuống. Đấy, cứ giống vậy nè, cúi cái đầu xuống vậy nè, đó 100 cái rồi. Có lần cúi 100 cái là cũng chết rồi. Cúi đập cái đầu xuống, đập cái đầu xuống, đập cái đầu xuống, nó hồi là cúi lên, cúi nhanh lên cái là té ngửa liền, là đứt mạch máu não. Có những cái test vậy, phải test được thì mình tự mình làm được thì mình mới đảm bảo cái áp huyết mình mạnh. Còn nói cái miệng không, thằng nào nó vô thực tế sẽ biết liền, tại vì nó không có tiếp xúc thực tế bao giờ, nói trên trời không à. Nhiều người sức khỏe gì cứ nghĩ mình trong người không có bệnh là khỏe, dù thằng thấy không đang nghĩ là mai chết rồi. Như thằng bạn mình á, thấy tướng tá là đẹp lắm không, ồ, thấy mặt mày sáng sưa to 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 con bự vậy, 3 ngày sau thấy chết rồi, chết với ông áp huyết cao đột quỵ. Vậy sức sức mạnh có tránh được đột quỵ đâu, nhưng người không hiểu cái khí nó ghê lắm. Mình phải tìm hiểu, mà muốn luyện cái đó là phải luyện những cái bài như vậy, mỗi bài nó thông một đường khí, đường khí này phải tập 365 ngày mới thông, tập 20 ngày không thấm thía gì đâu. Thì giống như cái nghề của mình, nghề của anh nhà anh làm trong trong bảo hiểm 50 năm, anh mới gọi là anh giỏi, thực tế tiếp xúc với khách hàng bao nhiêu lần. Còn giờ anh đọc sách về bảo hiểm xong anh ra nói là tao giỏi lắm, giờ là chưa chắc này. Nói đọc sách thằng nào có trình độ nói hay lắm, nhưng mà vô ngành bảo hiểm làm đi còn được điểm bằng tao không biết liền. Nó có nhiều cái khó nói lắm, đâu phải là chỉ đọc sách giỏi là làm được. Thì khí công vậy, sách thì đầy hết đó, đó là bán đầy chợ hết. Anh thấy tính mệnh khuê chỉ đó, anh cứ đọc đi, nhưng mà giờ mà luyện sao, tập sao. Giống như anh sách ngành anh là cuốn sách dạy làm bảo hiểm thì biểu thằng nó đọc xong nó làm giỏi bằng anh không, cho mày đọc. Tự nhiên trong người mình có cái máu, cái tự nhiên anh lúc ra đụng chuyện anh lát lát lấy lát lấy làm, à không có theo sách vở mẹ vậy mà lát hỏi sao xong rồi hỏi sao mà làm được tao cũng biết. Hồi thằng kia bắt đầu nó có thấy anh làm cái bước một bước hai ba thì là không, không phải vậy đâu nha mày, tao không phải làm như mày, mày đoán vậy đâu. Mày nói bước một bước hai tao làm để tao làm được cái chuyện đó, không có đâu. Nhưng mà thực tế không có theo bước một bước hai vậy đó, là mày có mắt mày kệ mày, mày dùng cái đó vô trường hợp khác không thành công cái mày nói tao, mà trường hợp khác tao vẫn làm được. Còn mày áp dụng trong cái hướng của tao đang làm, mày đưa vô cho khác mày làm mày không bao giờ thành công. Nó có cái nhảy lấp lấy của nó, đố mày biết cái lấp lấy là cái gì, cái đó là cái tài năng của người ta, cái bản lĩnh nó nằm vô hình trong người đó, không thể nào thống kê ra được hết, không thể nào liệt kê ra được hết. Không có bước một bước hai gì, bước một hai trường hợp này trường hợp khác, bước một bước hai nó khác nhau rồi sao mày biết. Mày nói tao cũng bước một bước hai tao giờ nó khác rồi. Cũng có 5 bước nhưng mà thằng A tao cũng 5 bước, thằng B cũng 5, nhưng mà 2 cái 5 bước khác nhau hết. Mặc dầu cái bản bản thể của 5 bước giống nhau nhưng bên trong nó có lấp lánh, đố biết lấp lấy gì, tao biết đụng chuyện tao lấy thì nó sẽ làm. Còn mày tới đó bị rập khuôn không được cái mình thất bại, nó giống vậy. Thì cái đó là do kinh nghiệm làm lâu năm quá nó thành, giống như là hành tinh con cọp lâu sống lâu quá thành tinh khôn lắm,
thứ gì mà nó theo nó lặp đi lặp lại hoài, nó càng ngày nó càng nó tự nó lên một cái đạt cái đỉnh cao đó. Cái nghề nào, ví dụ nghề làm rửa xe, mới đầu rửa được 10 chiếc, 10 năm nó rửa 60 chiếc trong một ngày, còn mình rửa ngày 10 chiếc một chiếc mẹ. Nó tại sao nó làm được, không hiểu tại sao. Cũng là cái lao động tay chân như mình, mà cái tay nó làm khéo léo, mà lúc cái xe 60 chiếc để sạch như nhau, còn mình một chiếc mình rửa 10 chiếc không có sạch bằng nó. Nó có cái kỹ thuật gì, đó là tài năng, bản lĩnh, cái hiệu suất cao. Giống như mình bấm bàn phím một cái điện thoại, bấm nhắn tin, tại sao cái điện thoại bấm nhắn nhanh vậy, nãy ngang con tay ngồi nhắn tít, còn mới đầu mua vậy chọc 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 chọc, nhưng năm sau cầm điện thoại vừa nói chuyện nhắn tà, mà cái chữ A nó to hơn cái ngón tay, cái chữ A trên bàn phím nó nhỏ hơn ngón tay mà anh chọc trúng rồi. Hai chữ A chữ S gần nhau mà chọc, mà chữ A khác chữ S khác, thì mà dù cái bàn tay bự giờ mà hai cái phím nằm nhau đòn vô trúng bên trái bên phải, con não nó xử lý bên trái bên phải, nó nhạy cái da chạm nhau bốn cái chữ là nó nhanh như vậy, thì cái cơ cái tế bào mình nó khôn vô cùng. Đụng chuyện tao làm khỏi cần mày phải ấn, anh vừa la lệnh não bấm chữ A là cái da nó phun cái khí ra, nó ép chữ A xuống, không cần xuất lực, nói vậy mới hiểu. Nhanh như vậy thành đảm bảo như nhanh như gió. Thế thì nó dù nó tại sao đâu có cái gì lặp đi lặp lại, cái đó của Gobel nói, cái gì đi lặp lại lại thành cái tư duy người đó, lặp đi lặp lại là nó thuộc cái vô não. Gobel nó 7 lần quên nhớ luôn, bắt nó làm dù cái đó sai cũng bắt nó làm luôn, nó nhớ luôn. Mày bắt làm xấu hoài nó thành cái xấu, thành cái tài của nó luôn. Làm cái tốt hoài cũng thành cái tài nó luôn, mà làm cái xấu hoài cũng thành cái tài xấu của nó luôn. Nó không cần có nhận thức gì hết, mày cứ bắt nó làm hoài nó hồi nó làm được rồi. Đừng có giáo dục gì hết, bắt lặp đi lặp lại hoài ghê lắm không? Mấy nhiều người nó coi cái tế bào người nó xử lý á, thì nó ra thì cái khí công vậy. Thành ra có khi mình ngó vậy á, nhưng mà ví dụ anh ngó vậy, anh tập đây hai buổi như một tiếng tập này 3 năm rồi, thì sao anh bằng nó? Cũng tập 3 năm, tập 3 năm, tức là một mỗi ngày nó quay vậy là 3 năm nay, ngày nào cũng quay lần, không cần quay nhiều, 3 năm sẽ thấy nó sao, đúng không? Thấy anh thấy thua rồi, đây anh không kiên trì nó. Đầu tiên là cái bản lĩnh kiên trì, cái ý chí nó hơn mình, tức là mỗi ngày nó đúng giờ nó quẹt cái vậy thôi, mà có bữa không là thua. Cái người mà đam mê nó luôn lặp đi lặp lại không thấy chán, còn người không đam mê á, cố gắng để làm là không bao giờ giỏi. Còn cái thằng đam mê nó thích làm, anh không biểu nó cũng làm, không có lời nó cũng vẫn làm, không có lợi ích gì nữa, không có thu nhập vẫn làm. Còn cái thằng không thu nhập bỏ đi rồi không bao giờ. Cái thằng đam mê nó bất vụ lợi, cả đời nó cứ nghiên cứu, nó suốt đời tới lúc nó thành công, nó vẫn thành công rồi vẫn còn nghiên cứu tiếp. Cái thành công là ngưng không có đâu, cái thằng đam mê nó vậy. Thành ra tại sao mà nó ủa cái này thầy biểu anh tập ngày 100 lo sao lập nổi, nhưng đối với thầy là chuyện bình thường, còn mình thấy rất mệt mỏi. Giống như bây giờ anh thích ngành của anh, nhưng mà thầy không thích ngành của anh, thầy vô làm hai bữa thì chán, thầy muốn nghỉ mẹ, đúng không? Tại sao anh làm được mà cái thằng khác ô mẹ ơi, làm bắn bánh mì khỏe ngồi làm với mày, tao bán mì làm dâu. Nhưng mà hai ông thằng nào cũng nói thằng nào cũng có lý đó. Giờ sao anh biểu là mày theo ngành bảo hiểm tao đi, còn thằng kia nó thôi bảo hiểm cứ ngồi mệt quá, tao nó ngồi cứ bán mì tao quẹt quẹt tao bán sướng hơn. Đó hai cái nhận thức thế nào ấy. Cuối cùng cái tổng thu nhập hai thằng như nhau, nhưng mà thằng này nói thằng kia, nhưng mà đối với anh thấy không có chán nản gì. Thằng kia bán mì đi theo lắc hồi cái ngón ngủ cục mẹ anh dẫn đi theo ngồi lại với anh rồi cuối cùng nó chán ngành anh. Còn mà anh mà đi theo ngồi bánh mì hồi anh cũng chán rồi. Mẹ tao muốn chạy vô cái ngành bảo hiểm, tao nói chuyện với tao mới ngồi với mày quán cầm mì quẹt quẹt, tao chán mày quá. Nhưng đó nó lại nó ăn, nó làm hoài càng ăn đi, còn mình làm hổ mình ngủ. Nó là trong cái gen của người đó, nó có một cái gọi là cái nguồn kích thích của nó, cái nguồn đam mê trong người nó hiện ra. Cái ảnh thích nó làm, nó càng ngày càng thích. Nó làm có thể là 24/24 không có thấy mệt. Thằng kia làm tính tiền 3 giờ thôi nha, nghỉ. Đó, mấy thằng không đam mê tính giờ nó nghỉ. Còn thằng đam mê nó làm phi thời gian luôn, phi tưởng luôn, không thời gian, tức là không có thời gian, không có yếu tố thời gian, không có yếu tố không gian đối với người đam mê.
bất kỳ nơi nào có thể trong mục tiêu tôi vẫn đang nghĩ vấn đề đó. Nói thật là không có thời gian, không có không gian, là bất kỳ lúc nào tao vẫn nghĩ tới cái đó. Còn thằng kia phải có đủ điều kiện tao mới nghĩ, không có đâu. Đó, cái đam mê nó, mà cái đam mê nó sẽ thành tài năng. Và tài năng nó vô hình không chứng minh được. Ủa sao làm vậy? Tao cũng làm như mày hoài, tao không thấy thành công. Tại mày không có đam mê. Đó là anh chắc một thằng mà không thích ngành anh mà theo nó 10 năm nó cũng vậy à. Anh thấy nó vẫn ngu à. Còn cái thằng mà nó thích ở chỗ khi nó giỏi anh á, anh dắt nó theo nó thành sư phụ luôn. Đó, cái thằng mà đi theo mình nó giỏi mình luôn, đầy nó thích quá. Thích môn này lắm. Đó, thành ra cái thích nó là gì? Theo trong tâm linh nó là kiếp trước anh cũng làm cái nghề này rồi. Bây giờ nó còn trong memory, phun ra nó làm tiếp thôi. Anh rất là thích. Nó hay vậy đó. Cái bài này mặt đới mà nó đi hệ là như gì á.